phải đăng đấy lên nha. Đấy. Đó, hôm nay là Việt Nam đấy. Ôi, mà tí là đi chết mà đừng. Cố lên các bà ơi. Vỗ tay lên ở ngoài không ơi, vỗ tay ca thôi. Đây là chị em phụ nữ để múa để đẩy lùi dịch. Thế này Covid nào chả tan. Covid nào mà chả Covid nào hành hành được. Hôm nay chị em chúng tôi vì cả nước đang sôi động về cái dịch cúm corona, cho nên chị em chúng tôi đã tổ chức cho để đi dọn vệ sinh môi trường. Tôi xin giới thiệu, nhà tôi là chủ cửa hàng bán cháo lòng tiết canh trong thôn và nem chạo. Nếu ai có nhu cầu gặp tôi sẽ đầy đủ hết tất cả mọi thứ nem chạo và cháo lòng tiết canh. Còn đây là bà Thưởng, trưởng nhóm tôi là tổ trưởng tổ môi trường của thôn. Còn đây là bà Hà, chuyên ở nhà nuôi nuôi lợn với nội trợ. Còn đây là bà Bé, phó thôn của chúng tôi. Chào nha. Phó thôn nuôi rất nhiều. Còn đây là bà Hồng, chủ cửa tiệm hàng cá. Ai có nhu cầu mua cá thì đến gặp bà. Ai cần ăn chép giòn chấm giòn gặp tôi nha. Tôi là Hồng, chuyên gia. Còn bên cạnh nhà bà Hồng là bà Nghị. Xin chào, tôi là Đỗ Nghị đây. Tôi có nick là Đỗ Nghị. Ai cần mua sữa. Hàng tạp hóa đến nhà tôi và sữa nano cucumin để chữa cho các bà con đau dạ dày, tá tràng, đẹp da. Còn đây là tôi là Đỗ Lan, ai cần rượu ngon, nghiền bánh nghiền trái cứ đến nhà tôi. Tôi là bà Lan, cửa hàng bán tạp hóa Lân Đạm Lặt Vặt. Ai có nhu cầu thì đến nhà tôi. Cả nhà ơi, tuy rằng chị em chúng tôi là mỗi nhà một việc, rất là bận bịu, nhiều công việc lắm, nhưng vẫn phải bỏ một chút thời gian công sức ra để cùng với bà tổ trưởng môi trường để chúng tôi dọn dẹp vệ sinh trong thôn. Bà ơi, thế bảo bà đi vệ sinh môi trường mấy năm nay bảo bà bắt được nhiều vàng lắm hả bà? Đúng rồi, tôi bắt được rất nhiều vàng. Bà ơi, thế bà có nhiều vàng chia sẻ cho chị em chúng cháu mọi người một ít. Vàng là vàng đây, đây tất cả chị em đều là vàng. Nếu mà sức khỏe chúng ta mà không bệnh tật là tất cả đều là vàng. Vì thế là mọi người phải vệ sinh sạch sẽ, tự bảo vệ thôn xóm làng gia đình. Nói chung là tất cả toàn bộ cùng chung tay vào để vệ sinh, để phòng dịch corona. Bà con ơi, cái con đường này của thôn tôi này, ngày dạo nọ đấy chúng tôi đóng rất nhiều tiền. Mỗi một gia đình đóng bao nhiêu tiền về cái con đường này để xây được con đường đẹp đẽ sạch sẽ này. Nhưng vừa rồi chúng tôi là cày cấy, cho nên là dân là tình là vơ cỏ vơ rác là để hết lên trên đường rất là bẩn. Cho nên là chị em chúng tôi cùng với bà tổ trưởng môi trường hôm nay là quyết tâm đi thực hiện corona, dịch cúm corona để chúng tôi là dọn vệ sinh để cho môi trường là sạch sẽ và trước hết là để cho bản thân chúng tôi được mạnh khỏe. Sau đó là để cho cả cộng đồng được hưởng. Thôi chúng ta bắt đầu vào vệ sinh môi trường nào. Nào chúng ta chuẩn bị sạch sẽ nào. Ai mà giờ mới bảo là ra cửa. Đây vào đây. Đây tao vào đây. Đây này bà tổ trưởng môi trường, bà bảo sức khỏe ở đâu đây? Đây là những cái rác cái giỏi là rồi thì bóng rồi thì là lọ thuốc sâu này, bất bừa vất bãi ở diệt đường này. Đấy cái này mà mình chúng tôi không vệ sinh sạch sẽ thì là làm gì có sức khỏe, phải vệ sinh sạch sẽ thì mới có sức khỏe. Vàng là ở đây này. Đấy, sức
khỏe của mình là vàng thế này các bà ơi. Sức khỏe là vàng nên phải dọn dẹp sạch môi trường thì mới là vàng, thì mới cả cộng đồng mới có một sức khỏe tốt được. Đây này các bà ơi, đấy. Bao nhiêu khay cấy cái cung là các bà vứt ra đây là bẩn thỉu, nó ô nhiễm môi trường. Bây giờ đang là dịch cúm corona thế này là chúng tôi mà không cùng với bà tổ trưởng môi trường đi vệ sinh sạch sẽ thế này thì lấy đâu là sức khỏe. Như là rác rung vứt ở rìa đường, hôm nay chúng tôi phải cùng với bà tổ trưởng môi trường để chúng tôi đi dọn dẹp vệ sinh để làm sao cho mỗi một dân chúng ta là ai cũng có sức khỏe chung. Tôi hôm nay dọn dẹp một buổi hôm nay phải nói là rất là vất vả. Suốt buổi trưa nắng hôm nay chúng tôi đi dọn dẹp như thế này, đi nhặt thẳng bao nhiêu là rác thải vứt ở rìa đường này. Đấy bà con nhìn mà xem, rất là nhiều rác thải bẩn nhá. Vô số rác thải bẩn chai lọ thuốc sâu là để gói thuốc sâu. Đấy, bà con ơi nhìn có thấy nhiều không? Có nhiều rác thải bẩn không? Nhiều lắm, chúng tôi nhặt quá nhiều. Bà con có nhìn thấy chị em chúng tôi cùng với bà tổ trưởng môi trường đi dọn dẹp vào con đường này không? Con đường này quá đẹp, mất bao nhiêu công của tiền nong mà bây giờ để bẩn này chúng tôi phải là cùng nhau góp sức chung tay để dọn dẹp cho cái môi trường nó được thân thật đẹp. Đấy bà con xem này, chị em chúng tôi chỉ làm trong độ 1 tiếng hoặc tiếng rưỡi nữa là cái con đường của trong thôn chúng tôi sẽ sạch sẽ và đẹp đẽ. Đấy, và từ sáng mai giờ đi là các cụ các ông các bà đi tập thể dục là được hưởng không khí trong lành rất là sạch sẽ. Đấy, cái sức khỏe là ở đây đấy các bà. Đấy, thu dẹp sạch sẽ này thì là cái môi trường nó sạch sẽ thì chúng ta mới đảm bảo được sức khỏe chung đấy các bà. Hôm nay tôi đi thăm đồng rác thuốc trừ chuột, thấy anh em chị em vệ sinh đường đường đồng sạch sẽ, xin cảm ơn các bà con và các mọi người tham gia. Cảm ơn chị làm chằm quét sạch sẽ đường cái, tối đến đi thể dục ra đây cho nó sạch sẽ, đấy là làng chằm đấy. Chị em ơi, chúng ta đi vệ sinh về hoặc đi đâu về là chúng ta trước khi chúng ta phải rửa tay. Bước 1 là chúng ta phải làm ướt tay. Nào, làm ướt tay đi chị em ơi. Nào. Ướt tay. Nào. Ướt tay. Sát xà phòng. Sát xà phòng. Sát xà phòng. Cái áo ra. Chúng ta rửa tay xong kỵ cọ. Ngón. Thì tất cả các ngón sạch sẽ này, sạch sẽ này. Từ ngoài và đến trong này, bên ngoài này, sau bên trong này, hết các khe này. Chúng ta rửa tay trong vòng độ 2 phút 20 giây. Đây. Tóm đầu ngón tay vào trong ngón tay vào trong mà phải xoay. Bạn ấy phải lấy nhiều xà phòng thì tinh bột. Đấy. Phải có nhiều bột nó mới ra được bà. Vòng 4 xoa kỹ hết các đầu ngón tay. Các không móng tay. Nhem rộn cho các bà rửa. Nào. Đấy. Nào. Đấy xong các bà xả nước sạch nhé. Xả bằng nước sạch nhá. Sau lấy khăn rửa cùng lau khô. Nào. Nó kỳ đã xong. Chị em ơi, rửa tay sạch sẽ đây, rửa tay sạch sẽ nhé. Nào. Mình rửa đấy. Nào. Thấy chưa? Chưa xin đi rửa đây. Cười thế đâu. Bậy rồi. Nào. Và hôm nay phải các bà phải hướng dẫn cho tất cả các con cháu mình đều làm như thế nhá. Đều làm đi đâu về cũng vậy. Và về đến nhà là bắt đầu phải rửa tay. Khi ăn cơm ăn cháo cũng phải rửa tay, uống nước cũng phải rửa tay nhá. Toàn dân chúng ta cùng chung tay vào dẹp dịch. Dịch mau chóng sao bé và Nghị mở nhà kẻ chúng ta ra là rửa tay xong là chúng ta mở một điệu múa vũ điệu ra để chúng ta cho nó sảng khoái một buổi chiều đi làm nó các bà ơi. Thế lên nhá. Đấy. Đây là Việt Nam đấy. Ôi, mà tí là đi chép một đường. Hoặc
Cố lên các bà ơi. Vỗ tay lên nhà ngoài không ơi, vỗ tay ca con. Đây là chị em phụ nữ để múa để đẩy lùi dịch. Cái này Covid nào chả tan. Covid nào mà chả Covid nào hoành hành được. Hai chị em ơi, vừa rồi chúng ta đã múa bài ca phụ nữ Việt Nam rồi. Bây giờ chị em chúng ta sẽ hát bài ca chống dịch Corona để cho nó rút khỏi nước Việt Nam chúng ta nhá. Ok. Bắt đầu nào. 3 Làm chăm em như biết bao tươi đẹp, đồng lúa xanh cùng khoai xanh vàng tươi. Khi dịch Corona đang hoành hành, cả làng tôi không sợ dịch đâu. Cùng vệ sinh sạch sẽ đường làng, rửa tay nào và đeo khẩu trang chống dịch Corona. Tan tành ngay thôi, Corona tan tành ngay thôi, Corona tan tành ngay thôi. Đồng lúa xanh khoai sân vàng tươi, khi dịch Corona đang hoành hành, cả làng tôi không sợ dịch đâu. Cùng vệ sinh sạch sẽ đường làng, rửa tay nào và đeo khẩu trang trong dịch Corona tan tành ngay thôi. Corona tan tành ngay thôi. Chào tất cả bà con. Bà con có thấy chị em chúng tôi làm con đường này có hữu ích hay không? Nếu mà có hữu ích và có ích lợi cho cả nước chúng ta thì là chị em cố gắng là chia sẻ giúp chúng tôi và động viên tinh thần cho chị em chúng tôi và like thừa lực rất nhiều cho chị em chúng tôi nhé. Chào chúng tôi nha. Con nha.